Chuẩn bị trước đề tài. Khi chúng ta có đối tượng trong lòng và hai người đã biết nhau, nếu muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ thì việc quan trọng nhất chính là trò chuyện. Khi gặp nhau, các bạn không thể chỉ nhìn nhau mà không nói gì. Trong quá trình giao tiếp, hãy tìm hiểu về đối phương, tìm ra những sở thích chung và có thể đưa ra yêu cầu vào lúc thích hợp. Tối nay cùng ăn tối được không? Chúng ta sẽ vừa ăn vừa trò chuyện. Hãy nhớ trong lần gặp mặt đầu tiên. Đề tài trò chuyện nên vui vẻ, nhẹ nhàng để làm cơ sở cho những lần gặp mặt tiếp theo. Trong lần gặp mặt đầu tiên với đối tượng bạn muốn chinh phục, bạn sẽ khó tránh khỏi cảm giác căng thẳng do quá để ý tới hình tượng của mình trong mắt đối phương. Việc phải nghĩ ra chủ đề trò chuyện trong khoảng thời gian ngắn sẽ trở nên tương đối khó khăn. Do đó, trước khi gặp mặt cần chuẩn bị tâm lý. Dự định trước sẽ nói chuyện về vấn đề gì, cách nói chuyện, hay sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng đối phương. Đối phương nhất định sẽ nghĩ rằng người này rất quan tâm đến mình. Nếu như vậy, ấn tượng trong lần gặp mặt đầu tiên sẽ rất sâu sắc. Hai bên có thể tiếp tục phát triển mối quan hệ thân thiết hơn.